Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Qua cơn luôn này. Ngại gì? À thế rồi. Kẹo thương người rồi nha anh em ơi, một đứa ở ngay ngoài này. Ok ok đây. Kẹo chạy qua phía ngoài nào nha anh em. Hey you. Ui. Kiểu bắt tử heo, đây là điểm số nha em. Qua đây nhanh chóng thì kẹo đã có được một mạng đầu tiên này. Nhẹ nhàng thôi. Người đâu? Bên này à? Chắc là bên này rồi. Cho đây chỗ này các bạn ơi. Kẹo muốn chạy này. À bên ngoài ngoài. Ủa. Đây à? Lăn từ nhau. Hey friend. Đây à? Úi dồi ôi em ơi. Sao nhá? Ui. Chạy nhanh. Bạn thấy thì kinh rồi. Nó ngay phía trên các bạn ơi. Ok ok đây. Đậu xe này em ơi. Đậu xe này em ơi. Ui. Gì vậy? Gì vậy? Ok mọi người. Ui. Đông vui quá nhỉ anh em. Không sao cả. Rất là hên vì hiện tại kẹo đang còn sống nhé. À đây rồi. Đây rồi. Nó xong bụi cây chỗ nào thì kẹo nhìn không có rõ cơ. Thôi kệ vậy thì mình sẽ lên trên và lút sát thẳng phía trên nha. Có một cái sát nãy kẹo vừa kêu này. Ok nha. Thẳng trên nó chạy mất tiêu rồi. Let's go lên phía trên nhỉ anh em. Quay đậu xanh, quay đậu xanh. Quay đậu xanh bạn ơi đừng, đừng bạn ơi đừng, đừng bạn ơi. Quay đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Ok ok. Xíu nữa kẹo sinh mộ này. Chạy nhanh nào các bạn ơi. Xíu nữa mình sinh mộ rồi. Hên là mình vẫn đang còn sống các bạn ơi. Các bạn là mấy hôm nay sẽ căng quá mà anh em. Nên mình hơi ngại. Cố gắng tới một nhà anh. Ok anh sẽ cố tới một nhé. Ai bảo anh ham rút đồ thì anh ham rút đồ mà em. Nên anh mới đai chứ. Anh mà không ham rút đồ thì anh đã chẳng đai rồi. Ok mọi người. Khiếp xanh mộ cho anh em nãy cho nó. Cho nó từ nãy giờ cho nó cứ ngồi canh mình sấy mình các kiểu. Ghê thật. Ok các bạn, và còn lại 23 người chơi nữa ở trong kẹt và đối nhá. Đây rồi. Thêm đại tử liên nha mọi người. Đây đây. Chạy qua bên này nha anh em. Cố lên nhanh. Ok anh sẽ cố tới một nhà em. Người đâu rồi nha em ơi. Ngoài này thì anh em đã thấy ai chưa nhỉ? Kẹo chưa thấy ai ngoài này cả anh em ơi. Ok let's go. Đây đây. Chạy hẳn ra ngoài này nhé mọi người. Mình sẽ vào trong cái UV coi. Wow. Đây rồi. Ngay phía trước mặt hướng SE nhá. Cốc cái đấy à? Wow, đậu xanh chân tròi hả anh em? À đây rồi. Nào em, coi chừng cái đầu nhà em ơi. Nó đang chân tròi các bạn ạ. Ok đây. Hey friend. Có giỏi, sở nhau đây bạn ơi. Xuống đây bạn ơi. Không xuống thì ăn lựu đạn lên trên nhá em. Ui, kẹo câu lựu hơi ngu anh em ạ. Đây câu thử quả lựu tròn lên trên này. Ui, câu lựu tráng cũng ngu nốt luôn. Thôi xong. Mình lại tự làm mù mắt mình chứa anh em. Đậu xe này. M60 mà sấy với MP40 ăn được sao hả em ơi. Ăn được câu. Ui,
Đây, chưa có mô dị vãi chửi nha em ơi. Là xanh mộ là đúng rồi nhé em. Vì là đồng đội nó không có on, đây là kẹo đành chơi solo vậy thôi nha em, chưa biết sao giờ. À, có xe này. Ui. Đậu xe này, em ơi. Qua đây em ơi. Mình có một quả liệu chán này nha em ơi. Lên xe chạy cả, lên xe chạy cả. Ăn liệu chóa Hải ơi, buồn chưa em ơi. Let's go nào các bạn ơi. Ôi đều xoay nát thằng kia rồi. Ghê vậy. Ghê vậy ai chơi. Ok, mình đã có được thêm bom keo nhá. Đây đây. Đây rồi em ơi. Đây rồi em ơi, à. Mày chết anh à, ui. Ghê vậy. Nhanh chân đấy nhỉ em. Thằng này công nhận là nhanh chân phết anh em ơi. Ok mọi người, mình sẽ lượm thêm từ máu nhá. Thật này ngon rồi. Ui ui. Gì vậy? Gì vậy, chạy à? Ui, chạy qua đây à? Ui, chạy qua đây à? Ui, chạy qua đây hả em ơi? Lên bảng đếm số nha em. Tưởng là chạy qua đây mà dễ à. Ok các bạn, vật kẹo đã có cho mình được bạn thứ 6 rồi này. Đây anh em, ui thằng này rất là nhiều đạn kiểu liên nhá. Đó anh em, lượm thêm đạn kiểu liên này, các kiểu này, liệu chóa này. Tuyệt vời. 4x thì kẹo có nãy giờ rồi cơ. Đây là kẹo sẽ không cần nữa nha anh em. Ok các bạn. Let's go và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi sa mạc thôi nào anh em. Từ đây, lên cổng trời nhá anh em ơi. Kẹo mà thôi là buồn lắm ấy. Làm sao để nghe tiếng chân tốt vậy? Thật ra thì anh em tập đồng can thôi. Anh em đeo tai nghe có dây nhá. Còn như kẹo đeo tai nghe bluetooth không dây, nghe nó sao sao anh em ạ, nghe nó như bình thường thôi à. Anh kể thuê không? Không em ơi, bởi vì anh chơi gà mà em. Kể thuê thì ai nhận? Ai nhận anh kể thuê hả em? Anh là chỉ có xuống rank nhưng kể thuê chắc là còn phải đưa thêm tiền cho người thuê đó anh em ạ. Ok mọi người, lấy cái chảo này. Let's go. Mình sẽ lên phía trên con nào anh em ơi. Ui một cái thính này. À hình như là cái thính này mình vừa lượm rồi đúng không nhỉ anh em? Chắc là chưa nhỉ? Kẹo không nhớ nữa cơ. Đây mình hơi quên đấy. Chết dở anh em ạ, chưa giả đã đăng trí rồi. À cái thính này mình vừa lượm xong. Nó là thính AWM này là mình không có lượm. Đó chính xác là như vậy. Chưa giả đã đăng trí rồi. Buồn quá anh em ơi. Ok các bạn, chúng ta sẽ lên cổng trời nhá. Ôi anh em ơi, game Free Fire lại lỗi tiếng xe máy nữa rồi. Đó ok. Thi thoảng nó bị lỗi tiếng xe anh em ạ. Đậu xe này, ui. Đậu xe này em ơi, ui. Đậu xe này em ơi. Ok xong luôn. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 7 rồi nha anh em. Đó. Bây giờ chạy qua và lượm sát cho nó luôn. À có cả xe mới để chạy này, ngon. Thế thì nó lại ổn quá rồi. Thế thì nó lại ổn quá rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Đây đây anh em. Úi dồi ôi, tay súng 3 các kiểu này. Bom keo này mọi người ơi. Lượm thêm bom keo nhé, liệu choáng ít thôi anh em ơi, đâu cần nhiều đâu. Vứt bớt đạn tử liên đi. Đó, lượm thêm bom keo này. Rồi nha anh em. Thơm ngon quá nhỉ anh em ơi. Let's go nào các bạn ơi. Kẹo đã có được 7 kill rồi này. Đó, còn số lượng người chơi còn sống trong cái ván đấu này thì còn 10 người chơi nữa nhá. Ui, thêm một đợt đại bị hạ. À đây, một cái hòm thịt mới này. À, có người nha em ơi, có người nha em ơi. Có người các bạn ơi, đây. Mày chạy đi em ơi. Đúng rồi. Mày chạy đi em ơi. Chạy đi em. Có giỏi chạy đi em ơi, chạy bằng niềm tin và hy vọng hả em. Chỉ từ máu hơi nhiều đấy. Lượm thêm đạn tử liên này, ok ok. Lượm thêm đạn tử liên là ổn rồi nhá. Đó, lượm thêm bom keo nữa này. Let's go mọi người. Chạy qua và lượm thính thế nào mọi người ơi. Đây rồi nha em ơi. Đó, thính thơm ngon quá nhỉ các bạn. FD nghỉ. Kẹo chỉ lượm thính ngô ra thôi, FD thì kẹo không có lượm nhá các bạn nhá. Anh thích ăn kẹo sô-cô-la này, kẹo bạc hà. Anh thích ăn kẹo sô-cô-la em ơi.
Anh bán đúng hay bị can sọ lắm anh ơi. Thôi kệ em ơi, bởi vì là anh hay chơi vậy mà. Tại vì là anh thấy bán thế nó nhanh, xế nhanh ấy, anh em. Xế nhanh đấy anh em ạ. Còn anh em kiểu di chuyển để bắn nó sao sao ấy. Skin xe kiểu này cùi ngô thôi anh em ơi. Mình nhớ là hôm nọ thì mình có quay ở trong cái vòng quay kim cương ấy, hên thì có trúng được skin xe này. Cũng được anh em ạ. Ui, từ từ. Chạy xe lách qua một xíu này. À, phía trước có người. Chạy lên trên góc vui nào anh em ơi. Có người này. Đậu xanh, lên bản điểm số nhanh. Nữa hả? Ok, mạng thứ 10 dành cho sĩ kẹo. Uầy, tay súng 3. À đâu, bắn súng 3 các kiểu này anh em ơi. Ngon. Thật đi ngon rồi. Lựu choáng vứt bớt đi nhé. Ok. Rất con này mọi người ơi. Đây. Từ. Chạy xe cẩn thận đó nha. Mình còn có lại có 10 EP thôi à. Đó. Đã vào được trong boss rồi nhé. Ok ok. Chúng ta sẽ qua cái vùng UAV này coi. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 20% rồi các bạn ơi. À đây, người đấy hả? Thêm người nữa này anh em ơi. Mà chạy với anh nhỉ? Mà chạy với anh nhỉ? Ui em ơi. Ui em ơi mà chạy với anh nhỉ? Hey friend. Hey friend này. Đậu xanh nhé em ơi. Mày định chơi anh nhỉ? Ok mọi người lên xe và chạy thôi nào anh em. Nó tính kêu xích kẹo đây mà. Kêu xích kẹo thì đâu có dễ vậy. Ok các bạn. Cơ hội chiến thắng lên đến 25% rồi. Chỉ cần kêu 3 mạng nữa mà thôi nào anh em ơi. Ui. Nhanh cố gắng tìm ra được vị trí của ba đứa còn lại và mình sẽ kêu cho nó nha anh em. À, bây giờ mình mới chỉ có giáp 3 thôi. Gặp mà phóng liệu phải gọi là xanh mộ luôn này. Uầy, còn lại có 2 mạng cuối thôi nha em ơi. Tốc mồ đang đến rất là gần với kẹo rồi nha em ơi. Wow. Tốc mồ đang đến rất gần rồi các bạn ơi. Let's go, let's go. Đây, chạy qua phía này coi. Người đâu cả rồi, game toàn lỗi tiếng xe thôi. Sorry mọi người nhá. Làm kẹo chẳng nghe được tiếng xe gì cả. Trông giống như kiểu là im lặng vậy. Uầy, các bạn ơi. Hai thằng nữa mà thôi. Thì chúng ta đã có thể là có được tốt một ở trong cái ván đấu này rồi. Đây đây. Chạy qua phía thính thử con nào anh em ơi. Công nhận là căng thẳng quá nhỉ. Giáp chống nổ này, ổn. Giảm thanh này. Ok anh em, ngon. Let's go nè các bạn ơi. Có giảm thanh này với lại giáp chống nổ thì ngon rồi. Giảm thiểu nguy cơ đai sớm anh em ạ. Đây mọi người, bo thì đang thu lại. Và càng ngày thì bo càng nhỏ hơn nữa. Kẹo đang có là 30 mắt xem nhá. Đây mời anh bơm máu 200 trên 200 rồi em ơi. Bơm phun máu cho nó dễ top 1 anh em ạ. Đâu rồi người đâu? Chưa thấy ai chạy bo cả anh em ơi. Đây đây. Khu này đang rất là trống trải nhá. Hai đứa nữa anh em ơi. Ok cứ lận lờ coi. À đây. Đây rồi nha mọi người, chỗ này có người nhá. Em ơi. Nghe tiếng xe đồ đầu quá nhỉ anh em. Ok ok. Ok. Rất là nhiều bông keo rồi nha anh em. Let's go. Một mạng cuối nữa thôi. Đây anh em ơi, bây giờ mà rớt tốt mới buồn này. Mạng cuối thôi anh em ơi. Một mạng nữa thôi là chúng ta đã có được tốt 1 rồi. Nghe nào mọi người ơi. Kill thứ 13 dành cho Sikia đâu rồi? Người đâu rồi nhỉ anh em? Ok ok. Lợn lờ lên phía trên này coi. Wow, cái đậu xanh. Người đâu rồi nhỉ anh em? Kẹo chưa thấy thằng cuối cùng đâu. Hey. Hey. Thằng cuối đâu rồi ấy? Ok ok. Chờ một xíu các bạn ơi. Bo đang thu lại rồi. Ok ok. Và chúng ta sẽ sớm thấy được vị trí của thằng cuối mới thôi. Tôi đang chạy nhanh để cho cái địch nó là nó khó bắn một người ấy. Oh my god. Thằng cuối đâu? Mày chạy đâu hả em ơi? Anh xem là chú sẽ chạy đi đâu nhá.
Quả đâu em ơi? Quẩy ghê ta. Chắc nó sợ mình không dám ra chẳng hạn anh em. Có thể là như vậy. Ok ok. Nhưng mà cạo phải chạy xe cẩn thận cơ. Chạy xe ngáo ngáo rồi có khi là lại xây mộ lại với nó đấy. Uầy, bo như này quá ổn rồi. Bo như này công nhận là ổn đấy nha em ơi. Ở trên tròi hả? Thế cũng vậy. Hình như nó ở trên tròi các bạn ơi. Ok ok kệ vậy. Tôi cứ lận lờ tôi chạy dâu này. Xem là ông làm gì tôi. Ok anh em, còn lại thật quả là 25 giây nữa thì vòng mod tiếp theo sẽ được thu lại nhá. Hình như nó ở trên tròi thật anh em ạ. Nó ở trên tròi thật anh em ạ, hình như nó thủ trên tròi nãy giờ đấy. Chắc là vậy rồi. Trời ơi, thanh niên hẻ nhác vãi trời này. À, đây các bạn ơi, 10 giây nữa mod sẽ thu lại nhé. À, khả năng cao trên tròi các bạn ơi, thanh niên. Thanh niên trời nhảy quá nhẹ em ơi. Đâu rồi em ơi? Chỉ là khả năng cao trên tròi thôi các bạn ơi. Chứ còn là cạo cũng không biết rõ được vị trí của thằng cuối đâu cơ. Chạy làm quen nãy giờ này. Ok ok, bo đang thu lại rất là nhỏ rồi nha mọi người. Và cạo thì vẫn đang chạy xe nha các bạn ơi. Tôi chạy xe tôi dọa nó mà anh em. Ui ui, nghe tiếng xe nó bị đứt đoạn khó chịu thế. Game lỗi. Chán thật. Ui. À đây, tưởng gì? Tưởng gì em ơi? Tưởng gì em ơi? Úi dồi ôi, tưởng gì? Úi dồi ôi, tưởng gì cơ? Yes. Tuyệt vời, quẩy thôi nha em ơi, ăn mừng nào. Ăn mừng nào các bạn ơi, ăn mừng nào các bạn ơi. Rồi, top 1. 13 kill. Quá tuyệt vời phải không anh em? Yes. Như vậy là trận này thì cạo lại giành chiến thắng nữa rồi nha em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.